Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk có 7 đồn biên phòng. Hầu hết các đơn vị này đều đóng quân xa khu dân cư. Có nhiều đơn vị nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Gióc Đôn, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt. Chính vì vậy, đảm bảo hậu cần tại chỗ được xem là giải pháp quan trọng giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cứ đến tháng 10 và tháng 11 hàng năm là thời điểm giao mùa, giai đoạn này khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk luôn gánh chịu những sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nắm rõ được đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng của vùng biên giới, đồn biên phòng IRV đã chuẩn bị tốt công tác hậu cần. Với những người lính ở đây, phương châm hậu cần luôn đi trước một bước, luôn được cụ thể hóa trong từng hành động, nhiệm vụ cụ thể. Cơ bản là chúng tôi đã khắc phục, ví dụ như là chúng tôi lấy đất đắp bồi và những cái luống bị thấp và ngập úng làm sao cho đảm bảo giống rau. Trong quá trình đó chúng tôi cũng xen kẽ là một số loại giống rau như là rau muống, rau mùng tơi và rau dền để đảm bảo phù hợp với thời tiết hiện tại. Đây là một trong ba khu tăng gia rau xanh sử dụng hệ thống mái che hơn 200 m² tại đồn biên phòng Gióc Đôn. Khu vườn được chia ô, mỗi ô trồng một loại rau theo mùa. Với mái che này, dù thời tiết thất thường, những luống rau vẫn lên xanh tốt và bảo đảm rau xanh quanh năm cho đơn vị. Nhờ hệ thống mái che mà công tác tăng gia của chúng tôi được đảm bảo hơn, và những ngày mùa mưa thì cây nó phát triển tốt hơn và tránh được những cái sâu rẹp gây hại cho cây rau. Nằm sâu trong rừng quốc gia Gióc Đôn, đồn biên phòng Gióc Đôn với nhiều lợi thế về diện tích đất tự nhiên sông suối được xác định là một trong những đơn vị làm điểm xây dựng mô hình tiểu trang trại cấp đồn biên phòng. 4 cán bộ chiến sĩ chuyên trách phát triển khu tăng gia trồng trọt chăn nuôi. Hơn 4 năm, họ đã biến khu vực bờ suối Đắk Đam trở thành một tiểu trang trại vùng biên thùy. Cái mô hình tiểu trang trại đồn biên phòng, đấy là một cái cách làm mới. Nhưng cũng có những cái ưu điểm khuyết điểm nhất định, nhưng mà riêng về thực hiện cái mô hình tiểu trang trại đồn biên phòng thì về cái ưu điểm, cái thứ nhất đấy là đảm bảo được cái mô hình là sản xuất tập trung đa cây đa con trên một khu vực. Khi thực hiện cái mô hình tiểu trang trại đồn biên phòng này thì đảm bảo được việc giữ được cái khoảng cách là nhất định, là riêng đối với cái khu vực tăng gia sản xuất theo mô hình tiểu trang trại là cách xa đơn vị thì yếu tố vệ sinh phòng dịch là đầu tiên, là cái thế mạnh. Cái thứ hai là đảm bảo được cái nguồn thức ăn. Dòng Đắk Đam cũng trở thành nguồn nuôi dưỡng cho đàn gia cầm trên 300 con sinh trưởng. Những phần đất kém màu mỡ hơn được tận dụng trồng cỏ cho chăn nuôi đại gia súc. Sau hơn 2 năm, đàn bò đã tăng gấp đôi lên 30 con. Đây là mô hình mang lại hiệu quả và được nhân rộng hết các đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Thông qua cái việc là tạo nguồn vật chất ổn định, thông qua cái việc là tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống bộ đội bằng cách là phát huy cái khả năng là tự lực tự cường, xây dựng các cái tiểu trang trại ở khu vực biên giới, vừa bảo đảm cái đời sống vật chất của bộ đội, vừa có thể là giúp dân trong cái việc là xây dựng các cái mô hình ở khu vực biên giới. Và trong cái thời gian tới này thì đơn vị là tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các cái loại rau phù hợp có chất lượng cao, thường xuyên thâm canh để bảo đảm tốt cái lượng dự phòng, cũng như là thực hiện tốt cái công tác là bảo đảm Tết Nguyên đán trong thời gian tới. Những năm qua, bữa ăn của bộ đội đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk không ngừng được cải thiện. Vùng biên sỏi đá ấy đã được thuần hóa từ bàn tay khói óc của những người lính mang quân hàm xanh, góp phần bảo đảm thực túc binh cường, để mỗi người lính biên phòng tiếp tục đồng sức đồng lòng xây dựng đơn vị và vững tâm với sứ mệnh bảo vệ biên cương Tổ quốc.